trên sân khấu âm nhạc, Cao Viên Lương xin được kính chào tất cả quý vị khách. Và để đáp lại những tình cảm yêu thương mà tất cả quý vị khách đã có chút thời gian để đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, xin kính mời đại diện dù của chú rể là chú Yến sẽ có đôi lời phát biểu ạ. Xin kính mời chú ạ. Thưa các anh chị và các bạn của hai cháu, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức cái lễ tiệc báo hỷ cho cháu Sơn và cháu Nguyên hiện diện của quý vị các anh chị và các bạn là những người nhà trong gia đình của tôi. Trong thời gian chúng tôi lễ tiệc báo hỷ hôm nay, gia đình chúng tôi đã anh dũng cố gắng xong không trách gọi cái chúng tôi trong khâu cười đi được mời đại diện đây, mong quý vị là các bạn thông cảm. Thay mặt cho bà Hà và những ai, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay để giới với hai cháu. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Thay mặt cho gia đình xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và các anh các chị và các bạn một năm mới, tức là chuẩn bị cho đón năm mới các Tân Sửu vui vẻ hạnh phúc và thành đạt trong mọi công tác. Cảm ơn chú ạ, mời chú trở về mặt trận để chung vui tất cả các công tác người đón hôm nay. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể hãy cùng cạn tay nhau để cạn chén ly rượu cho bao nhiêu tuổi từ nay về sau chính thức mãi mãi thuộc về nhau. Và xin mời tất cả quý khách hãy cùng nâng ly lên để cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể trong năm hạnh phúc sau bàn kính của MC vừa hôm nay. Rồi, đếm 1, 2, 3 nha anh chị. 1, 2, 3, go! Dạ, cho về được chưa ạ? Chưa ạ. Và khách chưa cho về. Và sau đây xin mời